Nông sản Việt Nam cần được đặt hàng chứ không phải chờ giải cứu. Hoàng Sa là lãnh thổ máu thịt không thể tách rời. Canada tuyên bố không thể chấp nhận thêm hành động của Nga đối với Ukraine. Tiệc tùng giữa lúc phong tỏa Covid, Thủ tướng Anh đối mặt yêu cầu từ chức. Quốc hội Mỹ thúc giục Liên Hợp Quốc công bố báo cáo tăng cường trước Olympic Bắc Kinh. Tonga thiếu nước sạch sau thảm họa kép, Úc, New Zealand cho tàu tiếp viện. Quan hệ Việt-Đức phát triển trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Kính thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 1 của DKN TV. Kính thưa quý vị, nông sản Việt Nam cần được đặt hàng chứ không phải chờ giải cứu. Đây là phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đưa ra hôm 19 tháng 1 tại hội nghị góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 26 của Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nguyên văn lời ông Thưởng được báo Dinh trích dẫn là: làm sao để nông dân an tâm và có thể làm giàu trên đất mà nhà nước đã giao và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để nông sản Việt Nam được đặt hàng, chứ không phải chờ đợi giải cứu. Theo ông Thưởng, nông thôn có thể trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp. Ngoài ra, đây còn là môi trường bền vững để giữ an ninh trật tự và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Tại hội nghị, ông Thưởng cũng mô tả, phải nghĩ làm sao để người nông dân có thể ngồi nhâm nhi vài ly rượu ngủ ngon lành mà không sợ nông sản hôm sau mất giá, không sợ thiếu tiền đóng học phí cho con. Hoàng Sa là lãnh thổ máu thịt không thể tách rời. Thưa quý vị, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng đã đến thăm viếng các nhân chứng Hoàng Sa ở thành phố Đà Nẵng. Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch huyện Hoàng Sa cho biết đây là dịp để thế hệ hôm nay ghi nhớ, biết ơn các thế hệ trước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là những nhân chứng từng sống, làm việc và công tác tại quần đảo Hoàng Sa. Ông Đồng nói, Hoàng Sa là lãnh thổ máu thịt không thể tách rời. Các chú, các bác là nhân chứng sống, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đảo thiêng liêng này. Theo Tuổi Trẻ, khi tới thăm gia đình ông Lê Đình Dê, đoàn đã lắng nghe những câu chuyện trong quá trình bảo vệ quần đảo Hoàng Sa năm 1974 mà ông Dê là người chứng kiến. Ông Dê, năm nay 79 tuổi, thời điểm Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế ngày 19 tháng 1 năm 1974, ông Rê là trung úy tàu quân vận QV9708 tham gia cứu hộ người bị thương trong quá trình giữ đảo Hoàng Sa. Ông Rê nói, tôi ước mơ một ngày nào đó lại ra khơi, có mặt ở Hoàng Sa, dù lúc đó không còn sức, phải nằm lại Hoàng Sa tôi cũng cam lòng. Canada tuyên bố không thể chấp nhận thêm hành động của Nga đối với Ukraine. Thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau ngày 19 tháng 1 cho biết Canada đang làm việc với các đối tác quốc tế để nói rõ với Nga rằng bất kỳ động thái nào thêm nữa của Moscow chống lại Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Canada nói, chúng tôi ủng hộ các phản ứng ngoại giao với các lệnh trừng phạt, công bố rộng rãi trên trường quốc tế để bảo đảm rằng Nga tôn trọng người dân Ukraine, tôn trọng sự lựa chọn chính phủ của họ. Nga đã điều hàng chục ngàn binh sĩ đến gần biên giới Ukraine trong một động thái mà Kiev và các đồng minh lo ngại có thể là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ. Hôm 19 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đáp chuyến bay đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Ukraine là chặng đầu tiên trong chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhằm giải quyết khủng hoảng giữa Nga và phương Tây trên hồ sơ Ukraine sau Kiev. Ngày mai, ông Blinken sẽ đến Berlin để thảo luận với đại diện các nước Đức, Pháp và Anh. Đến thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp đồng nghiệp Nga Sergei Lavrov tại Geneva để cố nối lại đối thoại giữa hai nước. Ở diễn biến liên quan, truyền thông Ukraine loan báo nước này vừa thừa nhận lô vũ khí từ Anh bao gồm tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW từ Anh. Loại vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực và các loại xe bọc thép khác. Tên lửa được hợp tác phát triển bởi Thụy Điển và Anh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anatoly Penchenko cho biết số vũ khí chuyển đến từ Anh sẽ được sử dụng riêng cho mục đích quốc phòng, để bảo vệ quân đội và dân thường trước bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến leo thang. Trong khi đó, hãng tin Tidria dẫn nguồn thạo tin cho biết ba tàu đổ bộ lớp Rapucha của Hải quân Nga gồm Kaliningrad, Korolev và Minsk đã rời cảng Kaliningrad cuối tuần trước và tiến về Đại Tây Dương. Hiện chưa rõ điểm dừng chính xác của ba tàu chiến thuộc hạm đội Baltic này của Nga. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng các tàu này có thể đang hướng đến Biển Đen để làm các nhiệm vụ gần Ukraine. Các tàu đổ bộ lớp Rapucha có thể chở theo 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và 340 binh sĩ và 550 tấn hàng hóa. Tiệc tùng giữa lúc phong tỏa COVID, Thủ tướng Anh đối mặt với yêu cầu từ chức. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 19 tháng 1 đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của các đối thủ và một số nhà lập pháp, giữa bối cảnh dư luận nước này đang bất bình vì vụ bê bối tổ chức tiệc tùng trong lúc phong tỏa COVID ở phố Downing vào tháng 5 2020. Ông Johnson đã nhiều lần xin lỗi các bên. Theo Reuters, nhà lập pháp đảng bảo thủ ủng hộ Brexit David Davis nói trước Quốc hội rằng: "Tôi mong đợi các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho những hành động họ thực hiện." Ông Davis còn trích dẫn một câu nói của một nhà lập pháp đảng bảo thủ, Leo Amery, nói với Thủ tướng Neville Chamberlain lúc bấy giờ về việc xử lý chiến tranh của ông vào năm 1940. "Ông đã ngồi đó quá lâu vì những gì ông đã làm. Nhân danh Chúa, hãy rời đi." Khi được hỏi trực tiếp bởi một nhà lập pháp đối lập rằng liệu ông có từ chức hay không, ông Johnson nói không. Theo Reuters, việc lật đổ ông Johnson sẽ khiến cho Vương quốc Anh rơi vào tình trạng bất ổn trong nhiều tháng khi phương Tây đang đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine và nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới đang vật lộn với làn sóng lạm phát do đại dịch COVID gây ra, với lạm phát ở Anh tăng lên mức cao nhất trong gần 30 năm. Một phân tích của tờ The Times cho thấy 58 nhà lập pháp đảng bảo thủ đã công khai chỉ trích thủ tướng. Quốc hội Mỹ thúc giục Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo Tân Cương trước Olympic Bắc Kinh. Thưa quý vị, Quốc hội Hoa Kỳ hôm 19 tháng 1 đã kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về Tân Cương, trong đó Trung Quốc bị cáo buộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ trước khi diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và dân biểu James McGovern, hai đại biểu dân chủ đứng đầu Ủy ban về Trung Quốc tuyên bố, việc công khai bản báo cáo trước khi Thế vận hội khai mạc ngày 4 tháng 2 sẽ tái khẳng định không có quốc gia nào được đứng trên luật pháp quốc tế. Vào giữa tháng 12 năm 2021, một phát ngôn viên của cao ủy cho biết bản báo cáo có thể được công bố trong vài tuần nữa. Nhưng các nhà hoạt động nhân quyền đòi hỏi Liên Hợp Quốc phải cứng rắn hơn. Nhiều tổ chức nhân quyền tố cáo Trung Quốc giam giữ ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương, với những bằng chứng cụ thể, nhưng Bắc Kinh vẫn nói rằng đó là các trường dạy nghề. Theo hãng tin AFP, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc và Michelle Bachelet, cựu tổng thống Chile, từ nhiều năm qua vẫn đòi hỏi Bắc Kinh để bà được thăm Tân Cương một cách thực chất không bị cản trở, nhưng chưa bao giờ được chấp nhận. Chính phủ Mỹ, Anh, Canada, Úc, Litva, Đan Mạch, Kosovo đang tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh ở cấp độ ngoại giao vì nạn diệt chủng tội ác chống lại nhân loại đang diễn ra tại Tân Cương và các vụ vi phạm nhân quyền khác. Tuy nhiên, các vận động viên vẫn được đến tranh tài. Tonga thiếu nước sạch sau thảm họa kép, Úc, New Zealand cho tàu tiếp viện. Kính thưa quý vị, hai tàu hải quân của New Zealand đang trên đường đến Tonga mang theo nước ngọt quý giá để cung cấp cho người dân vừa trải qua thảm họa kép, núi lửa và sóng thần ở đây. Theo hãng tin Reuters, tàu sẽ cập bến ở Tonga vào ngày 21 tháng 1. Hàng trăm ngôi nhà trên các hòn đảo nhỏ của Tonga bị phá hủy sau khi núi lửa phun trào lớn vào cuối tuần qua và đã kích hoạt sóng thần tràn qua quần đảo, nơi sinh sống của 105.000 người. Cơ quan chữ thập đỏ cho biết, nước biển do sóng thần và cho bụi núi lửa đã ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt cung cấp cho người dân trên đảo. Bà Cathy Greenwood thuộc Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ nhấn mạnh: "Bảo đảm tiếp cận với nước uống an toàn là ưu tiên quan trọng ngay lúc này, vì nguy cơ mắc các bệnh như tả và tiêu chảy đang gia tăng." New Zealand cho biết, Tonga, một trong vài quốc gia hiện không có ca COVID trên thế giới, đã đồng ý nhận hai tàu cứu hộ của nước này, bỏ qua những lo ngại về việc COVID có thể xâm nhập. Ông Simon Griffiths, thuyền trưởng của tàu Aotearoa của New Zealand cho biết, con tàu của ông chở theo 250.000 lít nước và đồ cung ứng khác. Con tàu cũng có khả năng sản xuất 70.000 lít nước mỗi ngày. Quốc đảo Tonga có 176 hòn đảo, 36 trong số đó có người sinh sống. Sân bay chính của Tonga, sân bay quốc tế Fuamotu, không bị thiệt hại do sóng thần, nhưng bị bao phủ bởi tro bụi
và phải được dọn sạch bằng tay. Một quan chức Tonga cho biết, có thể các chuyến bay viện trợ từ New Zealand và Úc sẽ bắt đầu vào ngày mai, 20 tháng 1. Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói chuyện với Thủ tướng Tonga Celci Sovaleni và cho biết hai máy bay Hercules đã sẵn sàng mang đến Tonga các thiết bị viễn thông và đồ tiếp tế nhân đạo. Một tàu hải quân của Úc cũng đang chuẩn bị khởi hành từ cảng Brisbane với thiết bị lọc nước và các nguồn cung cấp nhân đạo bổ sung. Ngoài cung ứng đồ cứu trợ khẩn cấp, cả Úc và New Zealand đều cam kết sẽ hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Tonga. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ ngay lập tức 100.000 USD cho Tonga. Nhật Bản cho biết họ sẽ cung cấp hơn 1 triệu đô la viện trợ cũng như nước uống và thiết bị để dọn dẹp tro bụi. Ngân hàng Phát triển Châu Á đang thảo luận với Tonga về việc liệu quốc gia này có tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thể đủ điều kiện tiếp cận khoản vay giá 10 triệu USD hay không. Trong khi Trung Quốc cho biết sẽ gửi nước và thực phẩm hỗ trợ đến Tonga khi sân bay mở cửa. Phần cuối chương trình xin gửi đến quý vị bài phân tích Quan hệ Việt-Đức phát triển trước mối đe dọa từ Trung Quốc của tác giả Trần Song Hoài được đăng trên trang tin Đài Á Châu Tự Do hôm 19 tháng 1. Sau đây là nguyên văn của tác giả. Tàu chiến Đức ghé thăm Việt Nam. Ngày 6 tháng 1, khinh hạm Bayem của Đức cập cảng thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Đức ghé thăm cảng Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Thông cáo báo chí do Đại sứ quán Đức tại Hà Nội công bố cho biết, việc triển khai tàu Bayem nhấn mạnh khía cạnh an ninh trong hướng dẫn chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được chính phủ Đức thông qua vào tháng 9/2020, sau các bước đi tương tự của các quốc gia châu Âu khác. Trước đó, ngày 15/12/2021, khinh hạm Bayem đã đi vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm. Đây là một động thái cho thấy Berlin tham gia cùng các quốc gia phương Tây khác trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực, trong bối cảnh báo động ngày càng tăng về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Các quốc gia khác bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng đang mở rộng hoạt động ở Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Tàu khu trục Bayem là tàu đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Đây là vùng biển có tới 40% hoạt động ngoại thương của châu Âu đi qua. Các quan chức ở Berlin tuyên bố Hải quân Đức sẽ bám sát các tuyến đường thương mại chung. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa án Quốc tế hồi năm 2016 rằng Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý cho những tuyên bố này, và đã xây dựng các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo trong vùng biển có nhiều mỏ dầu và thủy sản phong phú. Việc Đức cử tàu đến khu vực diễn ra trong bối cảnh một số nước lớn châu Âu như Anh và Pháp cũng đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cả hai quốc gia này đều đã cử khinh hạm, tàu ngầm hay thậm chí là tàu sân bay đến khu vực trong năm ngoái và đi qua Biển Đông, nơi Trung Quốc đang đưa ra các yêu sách chủ quyền vô lý. Bối cảnh quan hệ Việt-Đức. Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 9 năm 1975. Việt Nam lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Đức ngày 3 tháng 2 năm 1955 và giữ quan hệ tốt đến khi thống nhất nước Đức. Sau khi lập quan hệ ngoại giao năm 1975, hai nước đã triển khai một số bước phát triển quan hệ như trao đổi đoàn, chuẩn bị đàm phán hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật, xây dựng một số dự án. Từ năm 1990, quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức phát triển nhanh, chuyển biến sâu sắc cả về chất và lượng. Hai bên thúc đẩy trao đổi nhiều hoạt động cấp cao, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, an ninh. Để tạo khuôn khổ cho hợp tác, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã ký Hiệp định Hợp tác Văn hóa năm 1990, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư năm 1993, Hiệp định Hợp tác Hàng không năm 1994 và Hiệp định Nhận Công dân trở lại 1995, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần 1996, Hiệp định Hợp tác Khoa học Kỹ thuật năm 1999. Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel, hai nước đã ký tuyên bố Hà Nội về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vì tương lai. Tuyên bố gồm một kế hoạch hành động chiến lược SAP nêu rõ các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đó là chính trị ngoại giao, thương mại đầu tư, pháp luật môi trường, truyền thông, văn hóa, công nghệ, khoa học và giáo dục. Theo tuyên bố Hà Nội, hai nước thành lập nhóm điều hành chiến lược SSG do Thứ trưởng Ngoại giao của hai nước đồng chủ trì. Phiên họp thứ nhất nhóm điều hành chiến lược Việt-Đức diễn ra tại Berlin vào ngày 10/9/2012. Quan hệ kinh tế thương mại. Về hợp tác kinh tế thương mại, Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch hai chiều tăng dần đều trong 10 năm qua. Kim ngạch thương mại hai nước kể từ năm 2010 đến nay đã tăng gấp đôi, đạt trên 10 tỷ đô la
với mức tăng trung bình trên 10% một năm. Năm 2020, Việt Nam đã vượt Malaysia và Singapore để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á, còn Đức tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU từ nhiều năm qua. Trong lĩnh vực đầu tư, Đức đã vươn lên vị trí thứ 3 trong EU với 391 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là hơn 2,22 tỷ USD tại 38 tỉnh thành của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã có 41 dự án đầu tư vào Đức, trị giá hơn 218 triệu USD. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, 2020, cũng giúp doanh nghiệp hai nước có điều kiện tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn, mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Triển vọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức. Bên cạnh sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại, Việt Nam và Đức có quan điểm tương đồng với các vấn đề quốc tế lớn như toàn cầu hóa, chống khủng bố, cải cách Liên Hợp Quốc, ủng hộ lẫn nhau khi ứng cử vào các vị trí tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, tăng cường quan hệ mọi mặt với châu Âu và EU. Việt Nam ủng hộ Đức tích cực tham gia hợp tác khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác Đức-ASEAN. Đối với Đức, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Đức trong ASEAN. Việc tăng cường quan hệ với Việt Nam là một phần quan trọng trong chính sách của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được triển khai trên 3 trụ cột thịnh vượng, bền vững, an ninh. Tuy nhiên, trong quan hệ Việt-Đức, điều đáng chú ý là hợp tác quốc phòng và an ninh không phải là ưu tiên được đề cập đến như một trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược của hai nước. Trong một bài viết gần đây, tác giả Nguyễn Hồng Hải cho rằng việc chưa có sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong quan hệ Việt-Đức phản ánh các ưu tiên chiến lược của hai nước vào thời điểm quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập. Tuy nhiên, điều này sẽ phải thay đổi khi bối cảnh chiến lược trên thế giới đang có những biến đổi. Trước đây, chính sách của Đức đối với Trung Quốc luôn chủ yếu là về kinh tế. Chỉ trong những năm gần đây, người ta dần nhận ra rằng nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Đức-Trung thay đổi thông qua thương mại đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Không một lượng hợp tác kinh tế và thương mại nào có thể khiến Bắc Kinh xích lại gần hơn với các giá trị tự do của phương Tây, kể cả trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, Bộ Ngoại giao Đức đã nhấn mạnh đến sự kiên định của mình đối với một trật tự dựa trên luật lệ, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS và công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016, khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý hoặc yêu sách lịch sử ở Biển Đông thông qua đường chín đoạn của họ. Việt Nam thì luôn tỏ ra là một quốc gia kiên cường chống lại các tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. Những năm gần đây, do bất mãn trước các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã cố gắng thoát ra khỏi sự lệ thuộc từ Trung Quốc và xích lại gần phía Mỹ và các nước phương Tây. Cùng với sự đe dọa của Trung Quốc thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, Việt Nam và Đức cũng tìm thấy được những điểm chung trong việc phát triển quan hệ giữa hai quốc gia này, kể cả trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Đức luôn tán thành quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và thực hiện một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Sự đồng thuận về lợi ích này tạo ra động lực rõ ràng để Việt Nam và Đức mở rộng quan hệ đối tác chiến lược gồm cả hợp tác quốc phòng và an ninh theo hướng thực chất hơn, dù tiến độ trong lĩnh vực này còn chậm. Chuyến ghé thăm của tàu Bayem tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày đầu tiên của năm 2022 là tín hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Đức sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân. Theo tác giả Nguyễn Hồng Hải, tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng sẽ là bước tiếp theo trong việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hiện tại lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian 3 năm, thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với thực tế là Đức và Việt Nam đều là đối tác thương mại lớn nhất của nhau trong EU và ASEAN. Quý vị vừa nghe bài phân tích quan hệ Việt-Đức phát triển trước mối đe dọa từ Trung Quốc của tác giả Trần Song Hoài. Nội dung trên cũng khép lại mục tin tổng hợp sáng của DKN TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.